Có nên thoát bớt hàng vùng đỉnh hay tiếp tục cầm nắm full tỷ trọng chờ đợi cơ hội vượt 1.300? Hôm nay là một phiên giảm điểm giằng co với số điểm giảm chỉ 6 điểm thôi. Tuy nhiên 6 điểm này đủ lấy đi toàn bộ giá trị tăng điểm của 5 phiên trước đó. Cả 5 phiên mới tăng được có 6 điểm. Và hôm nay cái điểm yếu đó là thanh khoản lại tiếp tục gia tăng. Và phiên giao dịch ngày hôm nay gói gọn trong hai từ. Thứ nhất đó là ép người quá đáng. Và thứ hai đó là thử thách sự kiên nhẫn. Thì theo như mình nhận định, ép người quá đáng là sao? Chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường đang ép những người mà đang cầm những nhóm ngành không tăng thì càng ngày càng giảm. Còn những người đã cầm những nhóm ngành đang tăng trưởng thì lại càng tăng, càng yên tâm. Đấy là sự phân hóa đặc biệt trong giai đoạn này. Và còn thử thách sự kiên nhẫn của phe cầm hàng hay phe cầm tiền. Thì mình đánh giá hôm nay bắt đầu có sự mất kiên nhẫn của phe cầm hàng. Trong đó có cả bản thân mình. Bởi vì mình hôm nay là một trong những người khuyến nghị anh chị em bán bớt giảm tỷ trọng. Thì trong video ngắn này mình sẽ giải quyết các vấn đề ngắn. Đầu tiên là về chỉ số thị trường chung. Và mình sẽ chia sẻ một câu chuyện dẫn đến cái việc thua lỗ của đại đa số nhà đầu tư ngắn trong 1-2 phút. Và cuối cùng là mình sẽ cảnh báo những cổ phiếu rủi ro gãy. Và cuối video mình sẽ cập nhật cái tình hình thế giới xem thực sự bây giờ nó có rủi ro nhiều không. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã luôn đồng hành cùng các video ngắn của NGUYễn TUẠN HÜNG nhận định hàng ngày. Và nếu anh chị cảm thấy thích, yêu những cái cách ngắn gọn này thì đừng quên để lại cho em lượt like như đăng ký kênh. Và đây là mã cộng đồng của nhóm Chứng khoán Tuấn Hưng. Và anh chị có thể quét mã để lại tin nhắn để em duyệt vào nhóm. Và thôi, không mất thời gian nữa, chúng ta cùng nhau đi giải quyết chỉ số thị trường chung hôm nay có vấn đề gì nhá. 6 điểm giảm, một con số không quá lớn, nhưng điểm yếu đó là thanh khoản khá cao, 26.000 tỷ nhích dần lên rồi nhé. Và quan trọng nhất là độ rộng thị trường là giảm điểm nhiều hơn. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng hôm nay 10 người thì chắc chắn rằng phải có đến 7 người là không vui, bởi vì số điểm giảm là nó mã giảm nhiều hơn mà, đúng không? Hơn nữa chúng ta nhìn thấy rằng có những yếu tố hôm nay thực sự là kéo trụ để đỡ thị trường. Chúng ta nhìn những cổ phiếu PLX này, POU này là những cổ phiếu được kéo lên để đỡ thị trường. Đấy là một yếu tố mình đánh giá rằng đang không tích cực đối với thị trường này. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là tình hình thị trường hiện tại như thế nào? Nó đang thử thách sự kiên nhẫn. Chúng ta đã thử thách 6 phiên rồi. Và 5 phiên trước mình nghĩ rằng phe cầm tiền vẫn đang bị gọi là yếu thế hơn. Phe cầm hàng đang ung dung hơn. Nhưng tuy nhiên rằng đến phiên hôm nay thì mình nghĩ rằng có nhiều yếu tố kể cả về thị trường chung, nghĩa là vĩ mô, cũng như là về kỹ thuật. Tí nữa mình sẽ sâu trong đồ thị rằng cái sự kiên nhẫn của phe cầm hàng đã mất kiên nhẫn. Họ đã mất dần niềm tin rằng cái cửa tăng lên 1.300. Và cũng như mình nhắn tin trong nhóm hiện nay, hôm nay mình đã nói rằng là hôm nay thực sự là cái cửa tăng lên 1.300 là đã bắt đầu rất là hẹp rồi, rất là hẹp dần rồi. Cho nên là hôm nay mình khuyến nghị anh em bán rất nhiều. Anh chị em để ý ấy, trong nhóm cộng đồng của mình thì thường những cái gì mà mình khuyến nghị mua ấy là mình hay viết màu xanh. Và nếu mà cái gì mà mình khuyến nghị bán hoặc cảnh báo ấy, thì mình hay viết chữ màu đỏ. Anh chị em để ý đến đại đa số hôm nay thì cái sự xuất hiện chữ màu đỏ ấy là mình đều viết rất là nhiều. Đấy, còn trong đó thì có những màu xanh thì rất là ít. Đấy, thì anh em mình thấy rằng là hôm nay thực sự rằng tỷ trọng của chúng ta, mình khuyến nghị nhóm ấy là tỷ trọng hôm nay đã giảm từ việc hôm nay này là mình bán hòa CTR, bán bớt 1/2 của HH, bán toàn bộ GMD, VSC, giá xanh, bán cả FTS. Và thực sự giá FTS ấy, mình bán là có thể là mình đã bị mất hàng. Thực sự mình nghĩ, nhưng mình quyết định thôi. Bởi vì mình bán một nửa SSC bởi vì mình mua quá nhiều và giữ lại VGC. Thì đây là mình đã hạ cái tỷ trọng từ 100% hàng về 50% hàng. Cũng như hôm nay mình bán khoảng một nửa, gần như một nửa danh mục của mình. Đấy, gần một nửa nghĩa 1 tỷ bán khoảng hơn 400. Thì đấy là cá nhân mình khuyến nghị ngày hôm nay. Thì chúng ta nhìn thấy thị trường hôm nay ấy, nó có yếu tố gì xấu và rủi ro thì mình sẽ cùng nhau đi vào xem trong đồ thị. Và cuối ngày đương nhiên rồi, chúng ta sẽ vẫn nói cảnh báo những dòng cổ phiếu rủi ro. Và mình sẽ vẫn đồng hành cập nhật tình hình thế giới. Bởi vì anh chị em để ý gần đây là thế giới nó ảnh hưởng có nhiều sự biến động. Và mình nghĩ nó ảnh hưởng ít nhiều thị trường đấy. Và nhớ đừng quên để lại lượt like trước khi chúng ta đi vào xem đồ thị ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy rằng hôm nay một phiên giảm điểm rõ ràng. Và nếu mà chúng ta zoom ở cái đồ thị thấp hơn, thực ra zoom lên để chúng ta nhìn rõ hơn thôi, thì rõ ràng chúng ta đã có 4 lần chạm lên vùng 1295. Đấy, chúng ta có 4 lần. Và cái mà mình nói ấy, đây một lần nữa này. Và cái mà mình nói ở trong chứng khoán nó một câu gọi là quá tam ba bận. Có nghĩa cái thời điểm đẹp nhất để vượt đỉnh hoặc là thủng đáy đó là lần thứ tư. Ví dụ thị trường này nó sẽ lên đây 4 lần, 1 này, 2 này, 3, thì cái lần thứ tư nó sẽ là cái lần tích cực và tốt nhất để vượt đỉnh. Tuy nhiên nếu mà cái lần thứ ba, thứ tư này mà không vượt đỉnh thì thực sự rủi ro nó lại quay trở lại câu chuyện rằng dễ rơi. Có nghĩa là khi mà cái kỳ vọng của những người kỳ vọng lên 1.300 nó liên tục xảy ra, nhưng khi mà 4 lần mà không đạt được kỳ vọng thì những người kiên nhẫn nhất thì cũng thường bắt đầu có những suy nghĩ đó là rủi ro rồi, tôi bán không cần bán hết nhưng phải bán một nửa, bán 2 tỷ trọng, bán chốt lãi. Và đó là cái khuyến nghị của mình, và thực sự mình hôm nay cũng là thường xuyên khuyến nghị bán. Hôm nay trong mình khuyến nghị bán rất nhiều luôn, bán hòa này, chốt lời, tất nhiên FTS là mình lãi đúng không, lãi khoảng 2% thôi, không nhiều. Bán tất cả các mã này, GMD, VS, HH thì bán một nửa này. Hiện giờ tỷ trọng mình đang lỗ Vinamilk khoảng 1% này. Các cổ phiếu ngân hàng có lãi nhưng mà cũng nên chặn lãi, và đấy tất cả khuyến nghị của mình đấy, hoãn tất cả các vị mới mua tăng gia tăng và chốt lần dần các mã tăng nóng hoặc yếu kém. Nghĩa là tăng nóng quá cũng chốt, mà yếu kém quá cũng chốt, và bán nó hòa đôi khi cũng là một thành công. Thì mình đã bán hòa CTR đấy, thì cá nhân mình nhận vào có bán hòa một phần của cổ phiếu SSC là có bán hòa một phần một nửa, mình giữ lại cái VGC thôi. Thì đấy là khuyến nghị của mình. Thì chúng ta nhìn thấy cái thị trường hôm nay này thực sự rằng nó đã có 4 lần lao lên và không vượt được. Và cái quan trọng nhất ấy là hôm nay thực sự rủi ro đó là nó đang nằm ở rất là sát cái biên ở phía dưới, cái biên 1280 này đấy. Nghĩa là khi chạm đến đây nó đã chạm 4 lần, một này nó cũng chạm 4 lần xuống dưới đấy, và liệu rằng cái lần này 3 lần xuống dưới rồi, và nếu mà thực sự thị trường nó như này này, nó lẩy lên một giữa thôi. Mình bảo hôm trước anh em bảo là đến 1288 mà nó rơi xuống lần này thì liệu cái lần này nó có thủng hay không. Nghĩa là nguyên tắc quá ta ba bận, mà cái lần thứ tư ấy là cái lần rủi ro nhất, và liệu khu vực này nó có thủng hay đấy. Đấy là câu chuyện rằng chúng ta phải thực sự quan sát, và ngày mai mình nghĩ sẽ có câu trả lời rất là chính xác. Và nếu thực sự thị trường này mà tạo đỉnh ở đây thì mình nghĩ rằng là cũng không phải quá muộn để cho anh chị em xử lý, bởi vì nghĩ là kể cả anh chị bán vào lanh quanh đây anh chị vẫn cứ lãi, thậm chí là có nhiều cổ phiếu chỉ bán hòa thôi. Nhưng mà mình nhìn đấy là chúng ta bắt đầu phải cân não rồi. Và mình nghĩ rằng là đối với mình, hôm trước mình có lỡ khuyến nghị anh chị em mua từ tỷ trọng lưng từ 60 lên đến 100% rồi, thì hôm nay mình trả đúng cái lượng hàng lại vẫn đưa tỷ trọng trở lại 50-60 như bình thường. Và thực sự mình sẽ có thể chốt tiếp khoảng 20-30% nữa nếu mà thực sự thị trường có những dấu hiệu xấu. Ví dụ như trường hợp này, ví dụ thị trường sẽ xấu khi nào? Khi xuất hiện một cây nến khối lượng lớn hơn và bắt đầu không vượt được lại M20. Đấy, nghĩa là nếu mà thực sự thị trường nó rơi thủng M20, mốc M20 ở 1275 nhé, chúng ta còn cách khoảng 9 điểm nữa. Nếu thị trường rơi 9 điểm nữa, thủng dưới này thì mình không bán cắt tại đáy đâu, mà mình sẽ đợi nó lẩy đến đây và mình sẽ bán ở khu vực này. Đấy, nếu mà thực sự thì không nên bán tại đáy ở khu vực này, mà hãy đợi đây và đợi nó phán xét ở khu vực này. Khu vực này chúng ta có thể sẽ lại là bán nếu thực sự thị trường xấu. Có nghĩa là chúng ta sẽ bán thấp phân giá ở đây khoảng tầm 1%. Thế thôi. Thì đấy là cái khuyến nghị của mình, anh em phải lưu ý. Và chúng ta rõ ràng rằng cách dễ nhất để chúng ta tưởng tượng, bởi vì mình là broker đúng không? Kỹ thuật các thứ mình có thể nắm những cái chỉ số chỉ báo này rất là tốt. Nhưng mà cách phân tích để khách hàng dễ hiểu nhất ấy, là mình sẽ chỉ vào một cái đồ thị ở trong quá khứ nó như thế nào. Thì đây này, anh em để ý nhé. Ở đây là có một cái dấu hiệu này. Khu vực này này nó có một cái vòng to rồi, một vòng nhỏ này. Nghĩa là dấu hiệu phân kỳ rõ ràng rồi. Thì có thể chúng ta đang có một cái gì đấy hơi giống khu vực này. Nghĩa là nếu mà thực sự giống kịch bản ở đây, giống một kịch bản ở đây này, ngày mai nó sẽ hồi lên một chút nhá, xong lại tiếp tục rơi nhá. Thì nếu mà mất cái mốc M20 thì mình nghĩ rằng nó sẽ rơi xuống cái nền ở dưới, cái nền ở dưới này này. Đấy, đây là kịch bản đầu tiên của mình nghĩ. Đấy, nó sẽ về đến tận khu vực này với điều kiện này, khối lượng phải thấp này, thì bắt đầu có thể sẽ là một cái nhịp vượt đỉnh sau này, và cái này nó sẽ vẽ xuống một cái đáy đâu đó khoảng tầm trong vòng 1 tuần thôi. Chúng ta 1 tuần điều chỉnh và chúng ta vượt lên. Thì nếu mà kịch bản này xảy ra thì mình nghĩ rằng là cái điểm rơi cuối cùng của nó ấy sẽ là khu vực này. Có thể là nếu mà sâu thì sẽ về khoảng 1240, còn nếu mà không sâu thì nó có thể chạm vào cái chân các cái nến này này, nó ở khu vực 1247 48 50 gì đấy, khu vực này. Thì đây cũng có thể là một kịch bản cho thị trường mà mình nghĩ là chiếc biến này đánh xuống. Nhưng mà kịch bản này thì thực sự rằng là nó, mình nghĩ là nó đúng khi mà nó ở phía dưới. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy cái quá trình ở đây là đến đáy này rơi rất nhiều, tạo đáy, thì mình nghĩ là cái khả năng này xảy ra. Nhưng mà chúng ta phải hiểu đây là quá trình là vùng đỉnh. Chúng ta vùng đỉnh trên so sánh vị trí này vị trí này thì mình nghĩ rằng là nó đang không hợp lý. Thứ hai, chúng ta để ý rằng là dư địa của các dòng giai đoạn này nó rất là khác. Giai đoạn này dư địa nó tất cả cổ phiếu đều ở đáy. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn một sự thật rằng ở thời điểm hiện tại rất nhiều cổ phiếu nó đang ở vùng đỉnh, thực sự nó đang ở vùng đỉnh. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cái khả năng rơi mà tạo đáy ở đây xong đi lên là bắt đầu nó sẽ phải cân não. Đấy, mình nghĩ là giai đoạn này đúng hay sai thì hơi khó nói. Bản thân những khách hàng của mình, có những người chốt lãi còn giỏi hơn mình, cũng có những trường hợp mà mình chốt non hơn khách hàng. Tuy nhiên mình chia sẻ một câu chuyện rằng là đại đa số nhà đầu tư ấy, thua lỗ hơn broker ở chỗ đó là nhà đầu tư nhiều khi có những người, những anh chị ấy, là có lượng lãi rất lớn. Bởi vì sao? Họ liều, họ lì, họ cầm lại. Nhưng mà sau một quá trình, ví dụ sau một quá trình tăng điểm và đến một quá trình giảm điểm như này, thì thường broker có những lúc họ bán non hơn một chút, nhưng cuối cùng họ lại là người cầm được lãi về. Nhưng nhại đa số nhà đầu tư có những lúc lên đến đỉnh này, tài khoản tăng kịch, bởi vì tại lúc nào anh chị cũng ở trong trạng thái full margin, lúc nào cũng trong trạng thái full hàng, thì đến lúc ở trên đỉnh ấy, rõ ràng tài khoản anh chị còn tăng nhiều hơn cả broker ở khu vực này. Nhưng chỉ cần một nhịp giảm thì rõ ràng rằng tài khoản anh chị đang từ lãi rất nhiều trở về hòa hoặc lỗ. Trong khi ông broker ấy, thì giai đoạn này này ông ấy lãi ít hơn anh chị, nhưng mà đến đây khi được kết thúc một chu kỳ ấy, thì rõ ràng ông broker lại ông có lãi cầm tiền về, còn anh chị là từ lãi về lỗ. Và đấy là cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng là nó có thể anh chị em phải lưu ý, bởi vì biết đâu nó có thể xảy ra trong giai đoạn này. Do đó thì chốt lãi thì không bao giờ là sai. Mình cũng chia sẻ một câu chuyện thực tế trong nhóm mình thôi, ngay vừa rồi thôi. Có một chị mà em nói thật là chị đấy không giỏi về kỹ thuật, chả giỏi gì cả, nhưng chị ấy bán và theo khuyến nghị của mình, và chị đã bán con Masan này. Thực sự chị bán một lần ở giá 76,5 và một lần chị bán ở giá 78,79 gì đấy. Nhưng nếu xét đến thời điểm hiện tại thì thực ra điểm trung bình bán của chị đấy theo khuyến nghị của mình, ngày xưa chị hay bán cả, nhưng mình khuyến nghị chị bán 2 lần đi cho em. Thì thực sự ấy, là chị ấy có bán một lần ở giá 76,7 và một lần mình nhớ là chị bán ở giá 78,5. Nhưng nếu mà tính trung bình thì chị đấy đang làm đúng, đến thời điểm hiện tại là chị đang làm đúng. Đấy, mình khẳng định thế. Thậm chí rằng có những trường hợp mà mình có thể là mình cách đây lâu rồi mình đã từng bán con đích ở 29,5, đúng không? 29,2 đúng không? Nhưng đến thời điểm hiện tại lúc đấy ấy, là mình bán là 29,2 thì rất nhiều anh em là cười mình, bởi vì có những phiên 2 phiên liên tiếp mà thị trường con đích ấy, nó kéo tận 29,7. Nhưng rốt cuộc đến thời điểm hiện tại bây giờ thì mình lại là người chiến thắng, mình lại là người đúng. Nghĩa là mình không bao giờ là người bán đúng đỉnh hết tất cả, nhưng rốt cuộc bây giờ mình vẫn đang là người đúng. Đúng không? Anh em để ý đấy, đấy là cái điều mà khác biệt giữa broker và những khách hàng gọi là làm theo cảm tính. Đấy là anh chị phải đặc biệt quan trọng cái tỷ trọng của mình. Ví dụ như hôm nay mình bảo HAH, đúng không? Bán đi, xé biên rồi, bán đi, bán ít nhất một nửa. Đấy, rất nhiều anh chị sẽ cười bảo là vô lớn thế này, các thứ này nọ. Nhưng trên đời thì không có gì là chắc chắn 100% cả. Mình nói thật, bởi vì mình đã nói rồi, đây, vốn có lớn không? Có vượt đỉnh không? Nhưng sau đó thì nó đảo chiều liên tục. Cũng thế, đúng không? Chúng ta phải thừa nhận với nhau một câu chuyện rằng là không có gì chắc chắn 100% cả. Kể cả những cổ phiếu như là cổ phiếu TNG, đúng không? Đấy. À đâu, cổ phiếu GIL. Hôm qua thì chúng ta nhìn thấy rằng là bán có vẻ là sai, nhưng hôm nay thì lại bắt đầu là đúng rồi đấy. Đấy, câu chuyện đấy. Thế anh em nhìn này, khối lượng lớn này có giống hơn HH không? Nó có giống hơn HH ở đây không? Có, đúng không? Giống như xì chỗ này mình dở 2 đô chị chỗ này này, tăng mạnh thốc như HH này, 3 cây vốn lớn, nhưng sau đó đây cũng chính là vùng đỉnh luôn. Đấy, cho nên là mình nói thật là trong giai đoạn này ấy, có thể có những lúc anh chị quyết định đúng, có những lúc quyết định sai, nhưng mình nghĩ rằng là giai đoạn này ấy, thì mình nghĩ rằng là bán là tỷ lệ đúng cao hơn. Mình đã thống kê trong giai đoạn vừa rồi mình bán các cổ phiếu trong 2 tuần vừa rồi thì mình liên tục đúng, có nghĩa là tỷ lệ lỗ của mình gần như bằng không. Cái lỗ thấp nhất của mình chỉ 1%, nhưng mà tỷ lệ lãi thì có. Mình nghĩ rằng là giai đoạn này là giai đoạn vùng đỉnh rất là cao. Thứ hai là nó đánh rất phân hóa, thực sự đánh rất phân hóa. Thì đấy là một cái mình khuyến nghị trong chị em trong giai đoạn này. Nó quá nhiều cái rủi ro trong giai đoạn gần đây. Mình nhìn thấy rằng dấu hiệu rủi ro nó đang rất là cao. Thứ hai chúng ta nhìn thấy, hôm trước mình đã nói rồi, cái đặc điểm của một thị trường vượt được 1.300, anh chị em nhìn thấy nó một trong 4 dòng không được phép dòng nào thủng đáy, gồm ngân hàng, chứng khoán. Đâu rồi? Cái slide mình gửi ra đâu nhỉ? Đúng không? Mình đã nói cái cơ hội vượt đỉnh của thị trường. Đây, điều kiện để thị trường vượt 1.300 là thanh khoản tăng tốt. Chúng ta đã có thanh khoản, không có một dòng nào gãy trend line và yếu tố liên thị trường phải ủng hộ. Nhưng chúng ta đang thấy hai cái vấn đề này nó đang có vấn đề ở chỗ này. Đó là sao? Mình dở ra mình kể cho anh em nghe. Đó là cổ phiếu DXY, nó đang chuẩn bị và khối lượng để tăng dần lên. Đấy, đây là một vấn đề mà nó có thùng hay không. Thứ hai, chúng ta nhìn thấy cổ phiếu bất động sản. Đây, chính ông này. Anh em nhìn tất cả các lần trước, có những lần nào mà nó thủng đáy xong nó kéo ngay lên đâu, đúng không? Đây là một dấu hiệu mà con này là bất động sản đấy nhé. Chúng ta nhìn thấy một cổ phiếu nữa, VRE. Đấy, cũng đang ngấp nghé ở đáy. Thực sự là thế. Quá gần đáy. Do đó một thị trường vượt đỉnh thì không bao giờ người ta bỏ rơi những cổ phiếu này. VIC đang ở gần đáy. Đấy, mình nhìn những cổ phiếu ví dụ là CEO đấy đang ở gần đáy, con này chưa thủng, nhưng mà chúng ta nhìn con DXG là rủi ro nhất này, đang ngấp nghé này. Thứ hai, chúng ta nhìn cái leader là cá nhân mình đang cầm mà chắc mình chả bán đâu, bởi vì mình cầm cho vui tài khoản, mình không bán đâu. Xuống 11 còn chả bán thì thôi, mình bảo xuống 14 bán làm sao. Nhưng chúng ta nhìn thấy đang có dấu hiệu phân kỳ này, đuối dần đấy này. Đấy, ba đỉnh rồi, một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh. Đấy, đang đuối dần. Và nhìn này, đang đuối dần, có thể nó sẽ vòng lên vòng xuống một lần nữa, nhưng bắt đầu đang đuối dần. Chúng ta nhìn thấy đây là một yếu tố cực kỳ rủi ro. Đấy, thứ hai, chúng ta nhìn thấy vậy thì cái cửa vượt 1300 nó đang hẹp dần lại. Thứ hai, chúng ta nhìn kỹ ấy, ở đây này, cái mép Bollinger Band này nó đang siết lại, có nghĩa là cơ hội tốt nhất là ngày hôm qua và sáng nay, nhưng điều đó không thành thì cái nghĩa là những người nào người ta kỳ vọng, ví dụ như mình luôn luôn nói anh em mà mình kỳ vọng vượt đỉnh, đúng không? Anh chị em nhìn cái YouTube mình không? Kỳ vọng, nhưng khi mà nó không thành công thì rõ ràng rằng thực sự rằng thị trường nó bắt đầu đây nhá, lướt sóng vùng đỉnh này, lấy đà vượt đỉnh này, rũ hàng lần cuối này. Đấy, sắp sẵn sàng vượt đỉnh rồi, nghĩa 3 lần kỳ vọng, nhưng khi mà sự kỳ vọng đấy nó không còn nữa thì mình mất niềm tin, thì rất nhiều người cũng mất niềm tin. Do đó thì cái câu trả lời hôm nay ấy, đó là sự mất niềm tin của phe tổng hàng. Và liệu rằng những người cầm tiền có đủ để đỡ, để đẩy lên, đủ cho một sự thay máu hay không? Thực sự là có, mình nói thật là có một trường hợp trong quá khứ. Đây, chính là một pha, đúng không? Chúng ta đi dần dần lên, gãy xuống và kéo lên. Đấy, thực sự là có. Hoặc là, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái cửa ấy, nó đang xấu hơn rất nhiều. Đấy, chúng ta nhỉ, có một trường hợp nó rất giống luôn. Đó là khu vực này. Đấy, anh em nhìn được. Có một phiên này, nó cũng cúp cái mép trên, nó cũng cúp xuống này. Đấy, sau đó một phiên giảm này, hai phiên với khối lượng rất thấp. Đấy, chúng ta phải thấy rằng là khối lượng phải thấp, cực thấp, có nghĩa là đây là một pha rũ hàng. Tuy nhiên nếu ngày mai mà lại không phải là hai phiên cực thấp và giữ được M20, mà nó vẫn là một pha khối lượng lớn dần lên như nào, như này này. Đấy, anh em nhìn đấy, nó vẫn kéo lên kéo xuống nhưng mà khối lượng lớn dần lên và mất M20 thì mình nghĩ rằng là có thể sẽ end game sớm hơn dự kiến. Mình đã từng cảnh báo rằng là đã sắp hết chu kỳ tăng trong 1 tháng tới chưa, nhưng có thể điều đấy có thể sẽ đến sớm hơn một chút, có thể nó sẽ sớm hơn một chút. Đấy, chúng ta nhìn đấy, có thể nó sẽ bắt đầu lên xuống này. Thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này thực sự là giai đoạn mình nghĩ bắt đầu hạ tỷ trọng được rồi. Và hôm nay mình đã quyết định là hạ tỷ trọng của mình xuống 50%, từ 100% xuống 50%. Mình có bán và mình nghĩ rằng đây là một quyết định mình chấp nhận nếu mà có mất hàng FTS thì mình nghĩ là có thể mất. Nhưng lý do tại sao mình bán với FTS, bởi vì mình lựa chọn thôi, 2 dòng bất động sản khu công nghiệp và dòng chứng khoán, thì mình phải lựa chọn một trong 2 dòng để đưa cái tỷ trọng về an toàn. Cũng giống như ngày xưa, đúng không? Cái hồi này này mình bán này thì mình có nói rằng tại sao mình bán con này con kia, đúng không? HH, và mình bán để mình giữ CSV. Thì có những lúc chúng ta bắt buộc phải bán một cổ nào đó mà có thể rằng là bán xong nó chạy. Thì thực sự rằng mình thì mình khá là thích con FTS. Đấy, và hôm nay ADC nó còn đánh lên rất là đẹp. Tuy nhiên rằng là mình nhìn dòng chứng khoán thì có một cổ phiếu, đó là VCI. Hôm nay nó đánh cái đến này lên với thông tin rằng được chấp nhận tăng vốn. Đấy, đây là một thông tin tốt và nó lan tỏa sang một số cổ phiếu khác, gồm SSA cũng xanh nhẹ lên, đúng không? Đấy, gồm cổ phiếu FTS và BSI, nó đẩy những cổ phiếu này ăn theo lên. Và mình nghĩ đây là tích cực nếu ai vẫn còn cầm nắm với tỷ trọng vừa phải. Tuy nhiên rằng tài khoản của mình ấy, tỷ trọng nó đã quá nhiều thì bắt buộc mình phải hạ bớt một số cổ phiếu. Ví dụ như hôm nay có thể FTS mình bán sai, nhưng mình nghĩ rằng là Vconship và GMD mình bán rất là đúng. Đấy, giá của mình bán 87,5. VCSC mình cũng bán, VSC mình bán cũng rất là đúng. Đấy, và có những người mà anh chị em để ý thấy ASM bán là đúng, hoàn toàn đúng luôn. Đấy, thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này bảo rằng là bán là sai hay là giữ hàng là sai thì hơi khó nói. Mình chỉ biết một câu rằng là ai là người chốt lãi thì người đấy là đúng. Bởi vì STS mình có bán nhưng mình là người có lãi thì mình nghĩ ra vẫn là thành công. Đấy, kể cả CBR mình bán nhưng mình bán ở giá hòa vốn, mình vẫn là người thành công. Đấy, chúng ta nghĩ như thế thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này mình bắt buộc phải lựa chọn, đó là mình giữ con VGC. Tại sao mình giữ con VGC? Bởi vì mình nhìn thấy rằng thứ nhất là dòng bất động sản nghiệp nó lợi thế khi đô la tăng. Đây, chỉ số đô la này nó đang tăng rất là mạnh. Đấy, thực sự là thế. Thứ hai, điều thứ hai ấy, nữa là mình thấy rằng có một cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản khu công nghiệp, đó là dòng bất động sản công nghiệp này, đó là LHG, tích hai con này tăng trần. Thì đấy là lý do mình giữ lại VGC và một nửa SSC. SSC mình giữ một nửa thôi và toàn bộ phun vị thế VGC. Thế đây là mà mình nghĩ rằng là mình quyết định trong giai đoạn này. Thì anh em để ý thấy rằng là nó có lý do, đó là mình nhìn thấy có LHG nó tăng trần, mình không biết nó thông tin gì mà nó tăng trần. Đấy, mình thấy. Thứ hai nữa là có một cổ phiếu nữa là có thể nó sẽ một phiếu tích cũng tăng trần. Đây là hai cổ phiếu thuộc dòng bất động sản công nghiệp thì mình nghĩ rằng nó sẽ tích cực cho những cổ phiếu bất động sản công nghiệp này với kỳ vọng lên đỉnh cũ. Và SSC thì sự là mình bán bởi vì là tỷ trọng mình nhiều quá, mình bắt buộc phải bán bớt 2.000 đi, mình cầm 3.000 thôi. Đấy, cho nhẹ nhàng chút. 3.000 con này cũng là 150 triệu rồi. Thì đấy mình nghĩ rằng là đây là quyết định của mình. Thì đấy thì anh em có thể tham khảo cái quyết định này của mình. Và mình nhắc luôn rằng rất nhiều cổ phiếu đang ở trong rủi ro. Ví dụ như là cổ phiếu FRT bán lẻ này. Hôm nay nó có con pet nó tăng ngược lên. Ôi, đang chấn mà nhỉ? Sao hôm nay lại thế này? Thực sự rằng đu trần giai đoạn này thì cực kỳ nguy hiểm. Đấy, anh em nhìn thấy, giai đoạn này cực kỳ nguy hiểm luôn. Đấy, thì anh em để ý đấy, đây là mình cứ bất nghĩ con này tăng trần cơ. Xin lỗi anh em nhé, đến sát ngày rồi không để ý. Thế đấy, đây là một trong trường hợp mà anh em phải đặc biệt lưu ý. Khi mà những cổ phiếu DGW mình bảo anh em phải bắt đầu chạy lãi, bởi vì điểm mua của chúng ta không đẹp. Điểm mua của chúng ta là 62. Thực sự ở đây vẫn có lãi nhưng mà chúng ta phải thận trọng khi mà nó siết biên này, mà nó tiến hành quả rũ xuống ấy, bắt đầu rủi ro sẽ cao. Đấy, thứ hai nữa là chúng ta nhìn thấy thị trường bây giờ này, VNINDEX này nó đang khó khăn. Anh em xem kỹ video này mình nhé, đã sắp hết chu kỳ tăng chưa nhé. Video này mình nói dài hạn thì mình nhìn thấy nó đang manh nha. Có một cái vấn đề là phân kỳ âm. Tuần này ấy, chúng ta còn ngày mai là hôm nay thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, còn 3 phiên giao dịch nữa. Nhưng nếu tuần này mà đóng cây nến đổ mà đóng đến dưới 1.285, 1.270 mấy nhá, thì đảm bảo rằng cái này sẽ ngoặt xuống và chúng ta có một cái phân kỳ âm. Và phân kỳ âm ấy thì mình nghĩ rằng giai đoạn tới ấy, sẽ có con tăng con giảm, vẫn kiếm được tiền nhưng mà sẽ cực kỳ khó, mà thậm chí là có khi hòa vốn. Mua 10 mã 5 mã ăn 5 mã thua, mã hoa lãi mù bã lỗ là chuyện bình thường trong giai đoạn tới. Giống khu vực này này mình nghĩ là không ai có nhiều tiền được đâu. Cái giai đoạn này lên lên xuống nhá, mình nghĩ giai đoạn này những phiên này này thì cứ con lãi bù con lỗ. Đấy, ví dụ như thế. Thậm chí ví dụ như mình con STS mình lãi được 2%, biết đâu sẽ bù lỗ cho con Vinamilk này lỗ 1-2%. Thực sự mình nghĩ như thế. Thế CTR bán hòa thì cũng nói, mình nghĩ rằng như thế. Thì giai đoạn này là giai đoạn mình nghĩ là anh em phải hạ tỷ trọng và đưa những vị thế an toàn thôi. Mình nghĩ như vậy. Còn mình sẽ lượt qua cho anh em một chút cái thị trường thế giới nó đang có vấn đề gì nhé. Thị trường thế giới bây giờ mình đã xem cái thị trường thế giới cho anh em. Yếu tố lên thị trường nó có gì rủi ro. Anh chị em nào mà muốn về nhóm cộng đồng thì có thể trải nghiệm quét mã này. Cách đánh của mình thì mình nghĩ là giai đoạn này ấy, những anh chị em nào mà muốn mua muốn bán ấy, thì sẽ khá là chán. Bởi vì mình ấy là tính phòng thủ mình khá là cao khi những giai đoạn rủi ro. Và mình thấy rủi ro là mình bán hòa, gần như mình chỉ bán hòa thôi. Đấy, thì mình sẽ giữ lại những cái gì lãi nhất. Ví dụ HH mình lãi 15% rồi. Nhưng anh em nhìn đấy, thì anh em để lại like cho mình sẽ chỉ cho anh em cái thị trường nó có vấn đề gì nhé. Đầu tiên đấy là cái chỉ số đầu tiên là DXY, là chỉ số đô la đang tăng rất là mạnh. Đấy, cực kỳ rủi ro. Nó tăng thẳng lên biên trên và cái thằng ấy băng móc ngược lên trên này. Nếu mà nó sẽ di chuyển như thế này là rủi ro, nó đi lên một nhịp rất là rủi ro. Đấy, nó đi lên trên là rất là rủi ro. Thứ hai chúng ta nhìn thấy rằng là coi xuyên một cây gọi là xuyên táo luôn. Xin lỗi, tối hôm qua định sọt của con coi này mà không sọt nổi. Thứ nhất là không muốn đánh nhiều tiền, sợ đánh tâm lý mất ngủ, toàn đánh ban đêm thôi. Nhưng thực sự rất tiếc mình định sọt ở giá này, tạo hai đỉnh luôn. Và chúng ta nhìn thấy xiên từ trên dưới thủng mà 20. Coi nó đại diện thôi chúng ta thôi. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy một câu chuyện nữa, đó là Hàn Quốc. Hôm nay này mở một gáp lên, mình đã kỳ vọng là nó đánh một cây lên nhưng mà hôm nay không thành công. Đấy, thực sự là nó đang khó ở, hơi khó ở rồi đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy có thể nó vẫn dao động nhưng mà chúng ta phải đợi. Nếu nhìn thấy Nhật Bản thế, hôm nay tưởng có một cây lên mà cuối cùng lại ăn cái dấu nến ấn xuống, thì mình nghĩ rằng Hàn Nhật nó sẽ nhùng nhằng. Thị trường chúng ta mình nghĩ là nó cũng chưa đến nỗi gãy ngay đâu, nó sẽ còn đay nghiến khó chịu, nhưng mà giai đoạn này mình nghĩ bắt đầu khó chơi rồi. Giai đoạn này là bắt đầu khó chơi rồi đấy, mình nghĩ giai đoạn này khó chơi rồi. Anh em mình hạ tỷ trọng thôi, chơi văn nhẹ thôi, thì mình nghĩ là tỷ trọng bây giờ là khoảng tầm 50% là phù hợp. Đấy, hôm qua may đang tăng lên kiếm được một đoạn lãi, bây giờ lại hạ thôi. Đấy, kiếm được ít GMD, VSC rồi FTS này 23%, kiếm được một đoạn lãi, bây giờ lại đưa về 50% thôi. Đấy thì cái mình chia sẻ đấy, chứng khoán thế giới cũng thế, như nhìn này, China này rơi kinh khủng luôn. Đấy, không biết được nó có giật được lên như cái pha này hay không, nhưng mình nghĩ là hơi khó. Đấy, ta nhìn đấy, thằng Đức này cũng bắt đầu co giật giật. Đấy, đi bò dưới 20 rồi. Đấy, mình nghĩ rằng là giai đoạn này là phòng thủ cũng không phải không có ý được. Mình nghĩ là nó có thể là co giật, nghĩa là nó chưa chết được ngay đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng nó bắt đầu rủi ro rồi, thì chúng ta đánh ít thôi, thực sự mình nghĩ giai đoạn này nên thế. Tất cả các chỉ số mình đều thấy nó đang ở ngưỡng rủi ro rất cao, thì mình nghĩ rằng là cũng không nên hoảng loạn quá. Anh ấy bán hết 100 hàng ấy, mai nó kéo cho 1-2 cây lại nhảy vào mua lại chết. Mình nghĩ là giai đoạn này lên dùng khoảng 50-60% thôi. Đấy, chúng ta đã có may mắn một lợi nhuận rồi, thì chúng ta hiện thực hóa nó. Ví dụ cái giai đoạn vừa rồi đã nhanh chóng, nhanh tay nhanh mắt đấy, có một số cổ phiếu. Thứ hai, chúng ta nhìn thấy thị trường bây giờ nó đánh rất là khó chịu luôn. Nhiều anh chị ấy là có một cái giờ này, tuần sau mình lại nói tiếp, đó là cái câu chuyện ấy, là nhiều anh chị ấy là câu chuyện dẫn đến thua lỗ, đó là ở dưới thì anh chị không mua, nhưng lên đây ấy thì anh chị lại lao vào mua và đưa cho nhà đầu tư cũng broker những cái bài toán rất là khó. Đó là anh thấy mấy thằng bạn anh nó mua nó lãi, nhưng mà người ta toàn mua ở đây, bản thân mình mua ở đây hắt lãi 28% cơ mà, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu hạ dần thì các ông lại lao vào đòi ăn gỡ. Cũng giống như việc là ngồi ở trong sới, bây giờ vào sau không ăn được nhiều, bây giờ cầm mớ tiền rồi đấy, xong bây giờ đòi đánh để lãi bằng những ông đánh ở dưới này, không có chuyện đấy. Thậm chí rằng đó chính là nguyên nhân diễn đến thua lỗ anh chị. Anh chị đã chậm chân một nhịp này ấy, thì hãy bình tĩnh và đợi nhịp sau. Còn anh chị đã vào sau rồi lại đòi ăn bằng những ông mua được từ dưới, người ta chấp nhận rủi ro, chấp nhận đau đầu cân não, chấp nhận mất ngủ, thì cái chuyện làm gì có. Cho nên là mình khuyến nghị anh chị em ấy là giai đoạn này biết vừa đủ thì là ok. Giống chị gái mình bảo chuẩn bị đi chơi đi, tháng 7 là rất rủi ro rồi, thì mình nghĩ là bây giờ cũng 11 tháng 6 rồi, mình thử dở cái đồ chị này lên đấy, cái này đi lên đến nơi đấy, thì mình nghĩ rằng là giai đoạn này là bắt đầu khó rồi đấy, thì mình hạ tỷ trọng, nhất là những cổ phiếu ví dụ bây giờ ACV. Mình nói thật, cổ phiếu này nó lên đến tận đây rồi, hỏi mình có mua được ở đây không thì thực sự là ai mà dám khẳng định, ai mà dám khuyến nghị anh chị em mua. Mặc dù biết rằng nếu mua ở đây anh chị vẫn có những lợi nhuận, đúng không? Mua ở đây lợi nhuận vẫn 8%, nhưng là ai là người dám mua ở đây? Nếu mà tôi còn hàng thì tôi còn dám cầm, chứ bảo mà broker bảo tại sao ông không khuyến nghị tôi cổ phiếu ở đây, nó tăng 8% rồi kia kìa, thì em nói thật là anh chị đánh thế đánh sóc đĩa. Mình đã khóc đĩa, ví dụ VOSOX đấy, đủ cho cây này này, FOC này đấy, ở đây mua thì anh bảo ui có ăn, bây giờ mua phát này đấy, anh chị mà mua đi. Thì bảo mua ở đây, đúng không? Anh chị bảo là ok, tại sao ông không khuyến nghị nó tăng được 10% nữa? Nhưng bây giờ anh chị cứ thử nhiều lần, anh chị đu ở đây xem, anh chị có lỗ ngay gọi là 8% không? Đấy, giai đoạn này đánh những cổ phiếu MHC này đấy, ở đâu nhỉ, MSG anh chị xin lỗi đây, chỗ này thì anh chị bảo mua, bây giờ lỗ từ trên dưới từng đây cổ 14% rồi đấy. EVF này đấy, anh chị bảo là nếu mà ở đây mua tăng tiếp, đây mua từ đây này lỗ xử mất mấy phần trăm rồi, 8% rồi đấy. Thì lúc đấy lại quay ra cái ngược điểm của nhà đầu tư ấy, là cứ khi nào mà lỗ thì quay ra hỏi broker em ơi bây giờ xử lý sao. Hôm nay có một anh là thực sự mình có giao dịch hộ ấy, tự nhiên dở ra hôm trước mình mua ở đây cho 2.000, tự nhiên hôm nay thấy vào định bán hộ thì anh thấy 2.000 1.000 nữa ở đâu, bảo hôm trước anh FOMO mua ở đây, thế cuối cùng là cái phần đấy đang lỗ. Thì anh em nhìn thấy vấn đề nó là như thế thì nhá, thì anh em phải để ý cái tỷ trọng dạng này. Mình nghĩ là khó sơi rồi, mình nghĩ đến dạng này là khó ăn rồi, kể cả PVT này em nhìn thấy đấy, tưởng ngon đúng không, đánh break không, nhưng mà chơi ngay một cây này là nhiều khi là cũng bắt đầu cũng tái màu ở đây nhá. Để đấy anh em chị em phải để ý cái giai đoạn này. PVD xem mà đấy đang nằm đây là 32, là giai đoạn anh chị quyết định này, một sống hai chết này này đấy, sống với chết ở chỗ này này đấy. VPS này đấy, cũng ở làm 20 này, sống với chết. BR này đấy, BR đang cong cong đúng rồi, Mình nghĩ giai đoạn này là không dám khẳng định rằng bán là đúng hay là giữ là đúng đâu. Anh chị quyết định thôi. Cổ phiếu MSN như chị gái kia chị bán lại thành đúng ấy. Chị bán nó còn giỏi hơn khối người giữ ấy. Như anh chị em có hàng ở đây. Hàng ở đây giá 70 chị giữ được, nhưng anh chị mua ở giá 74, 73 thì phải bán là đúng rồi. Đấy, kể HAH cũng thế thôi. Đấy nhá. Thì anh em hôm nay video hơi dài, chia sẻ hơi nhiều, thì hy vọng rằng cái phiên hôm nay là phiên bản lề anh chị em cố gắng theo dõi, đưa ra quyết định của mình. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng mình. Và nếu mà muốn theo nhóm mình thì quét mã này, và nếu ai mà muốn làm broker ấy, có nhiều khách hàng ấy, thì có thể liên hệ mình nếu đủ tự tin làm broker nhé. Bên mình vẫn đang tuyển dụng và mình sẽ là người đào tạo cho tất cả anh em trở thành một broker biết cách kiếm khách, biết cách chăm sóc khách hàng. Ok, mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại ở video lần sau.